Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, góp phần xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Khê đã triển khai ứng dụng quét mã QR về danh sách các địa chỉ nhà tạm lánh tin cậy trên địa bàn phường, số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ khi có vấn đề về bạo lực gia đình. Hiện nay, tại các nhà sinh hoạt cộng đồng của phường, các mã QR đều được dán phía trước và được các cán bộ hội hướng dẫn cụ thể cách sử dụng trên smartphone. Tại các địa chỉ tin cậy, hội đã chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cơ bản và nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ cho các chị em hội viên. Trong cái thời gian mà giữa gia đình mà có vấn đề chi á, thì có thể là có địa chỉ này mình nhờ rồi mình tới ở cơ quan, ở địa phương, ở phường mình tạm lánh, hoặc là mình tới cái địa chỉ của nhà của các chị hội trưởng. Đó, mình tạm lánh để qua đêm, rồi sau đó thì xong xuôi rồi mình sẽ giải quyết công việc sao. Ngoài ra, hội cũng đã triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng cho học sinh tại các trường, truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh hoạt câu lạc bộ nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, triển khai các thiết chế giao thông đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Và quan tâm nhiều hơn đối đến với những cái đối tượng mà bị bệnh này, hoặc là những cái đối tượng mà dễ bị tổn hại, trẻ em và những cái phụ nữ mà yếu thế. Và không phải chỉ có cái cấp hội là chỉ có quan tâm, mà riêng với nam giới, với những anh nam giới và toàn xã hội cùng chung tay vào. Thì hội phụ nữ phường cũng phối hợp với trạm y tế phường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản phụ nữ, rồi cho phụ nữ cũng như là cán bộ hội viên phụ nữ trong cái độ tuổi sinh sản, và nhiều cái hoạt động hướng đến cái thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Phụ nữ Trung ương. Với thông điệp hãy trao cho phụ nữ, trẻ em tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất, điều này không chỉ thể hiện ở các chủ trương chính sách của thành phố mà đã có mặt trong từng ngôi nhà. Từ những mô hình thiết thực của từng địa phương sẽ giúp thay đổi nhận thức của người dân về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em, hướng đến xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.